xin chào anh nha. Thôi con tắm đi. Để tôi đi. Đâu không? Ở đây là sự kỳ ốc anh đi. Hello. Let's go. Này, anh cho anh cho lao vào này, còn pin thì biết lao vào này. Cho lao vào này lại một tí. Đã xong review khu vực phòng cháy cháy. Let's go. Về phòng để người làm thêm năng lượng đã. Có thể nước rồi chảy đây này. Hai anh em về phòng. Đây là tầng tầng này tầng 12. Thời tiết này rất đẹp, Hạ Long này rất là đẹp. Ngoài trời 31 độ, không nắng gắt, gió nhẹ nhẹ, rất tạo điều kiện cho anh em đi chơi. Đổ đồ thả nước vào này. Lấy nó đã tính hết cả thành phố rồi gì đó. Ừ. Không bo hết nên thấy để hai anh em là đang ở Messi. Anh đùi vào đây phát là nhìn thấy hai anh em đấy. Messi bung đầu đấy. Kêu là ba anh em. Quỳnh kính. À Quỳnh kính nhỉ. Thuộc thế. Quẹt thẻ visa để vào phòng. Chắc là không nhận đâu. Hey, kêu, let's go. Mặt, sửa luôn. Đấy, đây là phòng 250k nhá. Phòng 250k là có 2 giường 4 người. Không được ngồi người cứ làm vào nhá, không người cứ làm vào. 250k.
hai giường bốn người. Đấy, hai anh em vừa review về phát là ok. Đây là phòng tắm nhá. Đấy, cho anh em biết này. Đấy, đây là phòng tắm này. Đấy, phòng tắm trồng nhom. Đấy, ok. Và đây là hai anh em lại bắt đầu về phòng. Có cả tivi nhé.
Thank you.